Hello, xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đến với kênh của Ngọc Hồ nha. Hôm nay thì lúc 3-4 giờ chiều á, thì có mưa đá nè cả nhà ơi. Mời mọi người xem mưa đá ở thành phố Boston nha. Đá quá trình luôn á, nhưng mà viên đá nó nhỏ à, chứ không có lớn lắm. Đó, mọi người nhìn thấy đi, nó rơi đập 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 luôn á. Nó hứng lên bàn tay nè, nó cầm ngọc hứng lên bàn tay, nhìn cái viên đá nhỏ 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 vậy. Cái này thì có mưa cái giọt nước với lại mấy đá viên viên nhỏ 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 đó, rồi nó góp xuống dưới mặt đất mà chưa có tan luôn nè cả nhà. Đó, bây giờ đường lộ nè, xem nó hay hay lạ lạ nha cả nhà ha. Trời mưa vậy thì ăn lẩu rất là lý tưởng nha, mời mọi người xem Ngọc ăn lẩu nha. Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Mời mọi người ăn lẩu cùng Ngọc nha, lẩu chua cay. Mời cả nhà ăn cùng Ngọc nha. Nhà ơi. Ngọc ăn với lại tàu hũ nữa. Bò sắp lát nè, với lại tôm sú nữa. Rồi hôm nay có nấm nấm kim châm với nấm gì đây nè. Rồi xà lách son ăn cùng với chuối, uống Sprite. Ok, mời mọi người ăn cùng Ngọc nha. Bây giờ mở nắp ra để bỏ lẩu vô, nãy này nóng rồi. Cho tàu hũ rồi vô luôn. Tôm. Cha. Con ăn lẩu không? Ăn lẩu không? Giờ con leo lên đó con ngồi đi. Ăn thôi cả nhà ơi, hấp dẫn quá. Mấy nấm mình ngon quá, bỏ vô thêm. Ăn cái nồi nồi biển nó lâu lắm cả nhà. Bây giờ để nó sôi được bột rồi đó. Lâu quá. Cho nên là tấp chín tấp hồng bởi vì mình phải bỏ vô trước. Chút xíu ăn. Cho thêm một miếng nữa luôn. Wow. Ngon quá cả nhà ơi. Tuần này mua tàu hũ mỏng hơn, ăn thử ngon không? Nấm rất ngon.
tàu hủ kia cả nhà nhúng lẩu ăn ngon lắm luôn á, mà hổm rày thì mua chưa biết chỗ mua. Nếu có mọi người thấy thèm thấy ngon thì nấu ăn nha, đừng có chửi nhọc nha. Cái nồi lẩu này một mình Ngọc ăn là mọi người thấy Ngọc ăn dữ cái nào không? Mấy con tôm sú vậy mà ngon cả nhà ơi. Nhưng mà khi nhúng mình lọc vỏ, cái mình nó trước á, mình để mình nhúng vô ăn nó màu chín hơn luôn nữa. Ngọc chỉ chấm nước nước mắm với ớt à. Ok, video của Ngọc đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của Ngọc nha. Nếu như mọi người thấy thích thì cho Ngọc xin một like, một đăng ký, một share để chia sẻ cho mọi người xem cho vui cho biết. Cảm ơn mọi người nhiều. Thank you. Bye.